Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin chính trong chương trình hôm nay. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm và làm việc với lãnh đạo huyện Ba Thước về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện Hồng Hóa vươn lên xếp thứ nhất khối các ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh DCI các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Người dân Thanh Hóa nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Quan hệ Na Uy Nga gia tăng căng thẳng sau khi Na Uy thông báo đóng cửa biên giới với du khách Nga. Tổng thống Putin ký xác lệnh tịch thu tài sản của các cá nhân và thực thể có liên quan Mỹ tại Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 5, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Bá Thước về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Lê Quang Hùng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Lê Đức Giang, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của tỉnh ủy, các sở ngành cấp tỉnh, phóng viên Đình Hà đưa tin. Phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác đã đi thăm, nắm bắt tình hình nhân dân tình hình cơ sở, việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở xã Ban Công. Tại các nơi đến thăm, đồng chí phó bí thư tỉnh ủy đã động viên bà con nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của huyện Bá Thước, sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình kinh tế xã hội của huyện phát triển ổn định. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 3,85%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân trong 3 năm tăng 39,9% so với dự toán được giao. Tổng huy động vốn đầu tư cho phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 là hơn 5.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao. Hoạt động thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn huyện có 10 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 4.273 tỷ đồng. Hoạt động văn hóa thể thao, thông tin truyền thông có nhiều chuyển biến tích cực chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng lên, công tác xây dựng đảng được quan tâm, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng từng bước đổi mới. Nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện được cấp ủy chính quyền các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện. Đối với nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ giai đoạn 2021-2023, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến đã được cấp ủy chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả, thường xuyên nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định tình hình cơ sở. Thảo luận tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh nêu rõ kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện Ba Thước là đáng ghi nhận nhưng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh một số chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra khó hoàn thành các ý kiến đã gợi mở những giải pháp để huyện ba thước lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trọng tâm là tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững chú trọng phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Bá Thước đạt được sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tới, huyện cần tập trung đánh giá tiềm năng thế mạnh, phân tích những tồn tại hạn chế, ra soát tổng thể các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu. Trên cơ sở đó, xác định rõ những nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành ở mức độ cao nhất những chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện đã đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, huyện Bá Thước cần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, xác định nông lâm nghiệp là trọng tâm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giá trị, đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp có giá trị gia tăng cao theo chuỗi giá trị thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phương pháp canh tác hữu cơ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chất lượng, giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với những lĩnh vực huyện có thế mạnh như chế biến lâm sản. Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống từ đó phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, từng bước kết nối các điểm du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Ba Thước. Quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị huyện Ba Thước tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, sớm thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội xây dựng các chương trình nội dung nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế chăm lo công tác cán bộ nhất là việc quy hoạch đào tạo bồi dưỡng sử dụng cán bộ trẻ cán bộ nữ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn trong các doanh nghiệp trường học củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội mở rộng dân chủ và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra bị động bất ngờ giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở. Về công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị huyện Bá Thước tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương của tỉnh về xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ. Quan tâm củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ các cấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, thực hiện tốt quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện dân chủ cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn trình, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực. Thưa quý vị và các bạn, với 90,83 điểm, huyện Hoàng Hóa đã vươn lên xếp thứ nhất khối các ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI các sở ban ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Kết quả này đã cho thấy những nỗ lực rất lớn của huyện trong chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo. Trên diện tích 1 hecta, dự án nhà máy sản xuất thực phẩm của công ty Lê Gia, đang hoàn tất việc lắp đặt để đi vào hoạt động. Nơi này sẽ là địa chỉ trải nghiệm du lịch làng nghề cho du khách khi về với Hoàng Hóa. Lê Gia là một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất nước mắm khi có sản phẩm xuất hiện sản xuất xuất khẩu hơn 10 quốc gia trên thế giới. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn nhận được sự đồng hành rất lớn từ chính quyền địa phương, nhất là khâu tạo điều kiện về mặt bằng, thủ tục hồ sơ khi đầu tư dự án. Ông Lê Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hạn thực phẩm và thương mại dịch vụ Lê Gia chia sẻ bắt đầu từ cái quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nên xây dựng nhà máy này thì lãnh đạo huyện khi đấy có chia sẻ với chúng tôi đã ý rằng là nếu cái khu đất này mà nhà nước mang đi đấu giá để làm đất ở thì nhà nước có thể thu được tiền ngay tuy nhiên nếu như cho Lê Gia thuê để sản xuất kinh doanh thì nhà nước có thể thu thuế được nhiều đời và trong năm. Đấy là một tư duy mà chúng tôi nghĩ là nó thể hiện cho rõ nét nhất cho cái chính sách kiến tạo phát triển của lãnh đạo huyện. Và từ những cái doanh nghiệp sản xuất như chúng tôi à, uh, sẽ lan tỏa được cái chuỗi giá trị cho cả một cái chuỗi giá trị phía sau. Hàng loạt những dự án lớn đã và đang được đầu tư vào huyện Hoàng Hóa. Những chuyển động sôi nổi của các hoạt động kinh tế xã hội thời gian gần đây cho thấy địa phương này đã có những chuyển biến rất mạnh mẽ trong tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp các nhà đầu tư. Minh chứng là từ vị trí thứ 14 với 63,56 điểm trong bảng xếp hạng DDCI năm 2021, huyện Hoàng hóa đã vươn lên vị trí thứ nhất năm 2023 với 90,83 điểm. Cả 8 chỉ số thành phần đánh giá xếp hạng DDCI đều tăng qua các năm, trong đó năm 2023, các chỉ số về tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính minh bạch và tiếp cận thông tin đều đứng đầu. Ông Nguyễn Tiến Đức, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Hoàng hóa tỉnh Thanh Hóa chia sẻ cái kết quả này thì chúng ta đánh giá rằng là phản ánh hoàn toàn khách quan và trung thực đối với những cái nỗ lực phấn đấu và cái điều hành của các cấp chính quyền địa phương trong toàn huyện để cải thiện cái môi trường lấy cái mục tiêu là vì người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu. Ông Kimura Masanori, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Sakurai Việt Nam phấn khởi nói. Chúng tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện trong suốt quá trình đầu tư xây dựng nhà máy, nhất là tạo điều kiện về an ninh trật tự, tuyển dụng lao động. Hiện nhà máy đã có hai xưởng hoạt động. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, thu hút khoảng 1.300 công nhân. Việc đứng đầu bảng xếp hạng DDCI tỉnh Thanh Hóa năm 2023 của huyện Hoàng Hóa vừa là thước đo thể hiện niềm tin của doanh nghiệp, sự cầu thị của các cấp chính quyền, tiếp tục là tiền đề để địa phương nâng tầm công tác quản lý, điều hành kinh tế, đặc biệt là cải cách hành chính theo hướng hiện đại, thích ứng thời kỳ số hóa. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa cho biết. Huyện Hoàng Hóa sẽ tiếp tục thực hiện các cái giải pháp mà đã thực hiện tốt trong cái thời gian qua. Trong đó thì chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng đến cái công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đầu tư xây dựng cái kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thường xuyên tổ chức cái đối thoại gặp gỡ doanh nghiệp động viên chia sẻ và nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng cũng như là giải quyết các cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp với quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc Hiện Hồng Hóa quyết tâm tiếp tục tạo sự thay đổi thực chất liên tục và hiệu quả trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền kiến tạo hành động vì doanh nghiệp. Đây cũng là cầu đột phá để địa phương này thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thời gian qua, Tri Cục Thủy sản tỉnh Thanh Hóa đã tích cực chuyển giao ứng dụng các công nghệ thông minh trong khai thác hải sản và nhận được sự hưởng ứng tích cực của ngư dân. Việc chuyển giao này bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động khai thác hải sản của ngư dân, phản ánh của phóng viên Trần Hà. Là chủ tàu đánh bắt xa bờ có công suất 700 CV, từ năm 2022, ông Hoàng Văn Long, chủ tàu 90292 xã Hòa Lộc huyện Hậu Lộc đã đầu tư trên 100 bóng đèn LED, máy dò ngang, sona, thiết bị giám sát hành trình. Việc ứng dụng máy dò ngang là thiết bị tiên tiến, có phạm vi bán kính tầm dò 2.000m, giúp kiểm soát được vùng nước xung quanh tàu và phát hiện những đàn cá ở vị trí cách xa tàu. Nhờ có những thiết bị đánh bắt hiện đại, ngư dân không còn phải mò mẫm đi tìm luồng cá như trước đồng thời với việc đăng ký khai báo và ký cam kết ngư trường khai thác, ngư dân đã tuân thủ các quy định trong quá trình đánh bắt trên biển, tránh khai thác bất hợp pháp. Các quy khai thác là về đăng ký, đăng ký một số phương tiện để, để cho nó đúng với ngành nghề khai thác của mình. Đa số là tự chấp hành các ngư trường đánh bắt. Theo thống kê của tri cục thủy sản Thanh Hóa, toàn tỉnh có trên 6.000 tàu cá. Trong đó có khoảng 30% tàu cá hoạt động xa bờ ứng dụng công nghệ dò tìm bằng máy dò sonar, 10% tàu cá ứng dụng bảo quản sản phẩm bằng hầm bảo quản vật liệu mới PU, nhất là các tàu cá hậu cần, mang lại hiệu quả tốt. 10% tàu cá ứng dụng hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng để dẫn dụ cá. 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đều đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tín hiệu được cập nhật vào đất liền 24/24 /24 giờ tất cả nhật ký khai thác đều được cập nhật trên hệ thống và ngư dân có thể dễ dàng kiểm tra trên điện thoại. Trong công tác quản lý tàu cá, 100% tàu cá có đăng ký của tỉnh Thanh Hóa đã được nhập vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Việt Nam. Đây là cơ sở dữ liệu trực tuyến và đồng bộ cho quản lý thông tin về đăng ký đăng kiểm tàu cá, hạn ngạch khai thác thủy sản, giấy phép khai thác, khu neo đậu tránh trú bão, nhật ký, báo cáo khai thác, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Ông Lê Công Kích, phó giám đốc Ban quản lý cảng cá Thanh Hóa cho biết: Sau khi mà có cái hệ thống giám sát tàu cá thì nó rất thuận lợi trong cái việc là kiểm tra kiểm soát tàu khi mà đi ra cái vùng khai thác và khi mà cập cảng giám sát về cái sản lượng, giám sát về cái lúc mà người ta thả lưới rồi giám sát về cái quá trình mà người ta có sang cái vùng biển nước ngoài để khai thác bất hợp pháp không để mà xử lý theo cái quy định trong cái quá trình mà thực hiện cái nhiệm vụ đó, thì Ban quản lý cảng cá ở các văn phòng kiểm tra kiểm soát IUU tại cảng và với tri cục thủy sản ấy, thường xuyên khi mà tàu xuất cảng kiểm tra hành trình của ngư dân. Để nâng cao hiệu quả trong khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển, thì công tác chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác thủy sản cần phải được ưu tiên hàng đầu, góp phần phát triển nghề cá theo hướng bền vững. Ông Lê Quang Sáng, Phó tri cục trưởng tri cục thủy sản Thanh Hóa cho biết khuyến khích người dân ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật đặc biệt là trong cái dòa tiền đàn cá và đồng thời đó thì cũng ứng dụng cái công nghệ trong bảo quản sản phẩm kiểm soát được các cái hoạt động của người dân tránh các cái tình trạng mà người dân xâm phạm vi phạm vùng biển nước ngoài tri cục thủy sản là phối hợp với các đồn trạm biên phòng để tăng cường những công tác các tuần tra kiểm soát ở các cửa lạnh trên biển công tác phối hợp này thì diễn ra thường xuyên liên tục nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về lắp đặt vận hành thiết bị giám sát đảm bảo cái điều kiện là thiết bị giám sát hoạt động 24 trên 24 giờ từ khi rời cảng đến khi cập cảng và ghi chép các cái thông tin liên quan đến khai thác thủy sản. Hiện nay, Chi cục Thủy sản Thanh Hóa đang tích cực tuyên truyền và triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng mới hầm bảo quản sản phẩm khai thác thủy sản, từng bước nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm thủy sản sau khai thác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nỗ lực xây dựng hình ảnh đô thị văn minh du lịch biển, Hè này Sầm Sơn đang thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai giá cả cũng như tăng cường kiểm tra giám sát, chấn chỉnh các vi phạm trong kinh doanh dịch vụ. Giá cả các loại hàng hóa dịch vụ du lịch niêm yết công khai để khách hàng chủ động lựa chọn. Thực phẩm đầu vào đảm bảo nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ký cam kết thực hiện các quy định của thành phố và ngành chức năng về kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây là những nội dung mà các nhà hàng khách sạn, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch ở Sầm Sơn buộc phải thực hiện. Ông Lê Minh Toàn, Nhà hàng Trinh Thủy, thành phố Sơn Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: à, Chúng tôi làm cái bảng niêm yết giá cả công khai để cho khách hàng thứ nhất là vào là khách hàng yên tâm. Chúng tôi cũng cam kết và cũng hứa bán đúng cái giá cả mà chúng tôi đã niêm ít. Hai nữa là không nâng giá bất cứ trong thời điểm nào để cho khách hàng có lòng tin đến với chúng tôi nhiều hơn. Thành phố Sầm Sơn hiện có 1.000 cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ du lịch, trong đó có khoảng 50% cơ sở kinh doanh mùa vụ. Hè này, trước cao điểm mua sắm hàng hóa sử dụng dịch vụ của du khách, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, chống ép giá, ép khách và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hơn một tháng qua, đã có hơn 200 cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn có những hành vi đã được chỉ ra. Cụ thể, tính đến ngày 20 tháng 5, đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra xử lý 52 vụ vi phạm về hàng giả, hàng lậu, giá cả, y tế, xử phạt hành chính 238 triệu đồng. Ông Thiều Sĩ Huỳnh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa nói. Thì chúng tôi sẽ phối hợp với các phường xã để xây dựng các tuyến phố nói không với hàng giả và đồng thời thì thường xuyên trực 24 trên 24 để nhận tiếp nhận các phản ánh của du khách cũng như chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường. Thì trong thời gian tới thì cũng chúng tôi sẽ tập trung quyết liệt hơn nữa trong cái công việc phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra kiểm soát có trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đô thị du lịch biển văn minh, thân thiện và an toàn luôn là điều mà mỗi du khách mong muốn khi đến với Sầm Sơn làm sao để mỗi hoạt động tham quan mua sắm trải nghiệm của du khách ở thành phố xinh đẹp này đều được cảm thấy yên tâm và hài lòng. Quyết tâm ấy phải thực sự trở thành hành động thường xuyên, thường ngày của cấp ủy chính quyền Sầm Sơn, chứ không chỉ mỗi dịp hè về. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử đã và đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bằng nhiều hình thức truyền thông giáo dục, tình trạng học sinh hút thuốc ngày càng giảm mô hình trường học không khói thuốc từng bước được hình thành tạo môi trường lành mạnh cho học sinh ghi nhận của phóng viên Hương Quỳnh dãy phòng học khu hiệu bộ thuộc trường trung học cơ sở Hóa Quỳ huyện Như Xuân đều có dán biển cấm hút thuốc quy định này không chỉ áp dụng đối với học sinh mà còn được đưa vào xem xét đánh giá xếp loại đối với giáo viên của nhà trường hay trong một tiết sinh học nội dung về tác hại của thuốc lá cũng được giáo viên trường trung học cơ sở Thành Tiến huyện Thạch Thành lồng ghép giảng dạy cho học sinh đây là một số trong rất nhiều cách mà ngành giáo dục các địa phương đang triển khai để xây dựng môi trường học đường không khỏi thuốc. Thầy giáo Bùi Xuân Hồng, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Thành Tiến, huyện Thạch Thành cho biết: Nhà trường đưa ra cái nội quy, quy chế để trong đó có những cái điều khoản là nghiêm cấm hút thuốc, thuốc, uống rượu bia và các tệ nạn xã hội khác và đưa vào trong đánh giá, xếp loại đối với các bộ giáo viên vào cuối năm học. Còn đối với học sinh, nhà trường tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các em và trong đó có giáo dục về an toàn trong trường học về khói thuốc lá. Và ngoài ra thì nhà trường tạo ra rất nhiều cái sân chơi và từ những cái hoạt động cụ thể tiếp tục như thế này thì các em sẽ lánh xa được các tệ nạn xã hội và đặc biệt là trong đó có cái khói thuốc lá. Nắm được quy định của nhà trường và được tuyên truyền rộng rãi về tác hại của thuốc lá, các em học sinh đã nghiêm túc thực hiện những đội quy của nhà trường. Em Mai Phương Thúy, học sinh lớp 8A, trường Trung học Cơ sở Thành Tiến, huyện Thạch Thành, chia sẻ việc hút thuốc lá là rất nguy hại đến sức khỏe à, trong trường chúng em thì các thầy cô trường tuyên truyền vào những uh, tiết uh, sinh hoạt ngoài trời và các tiết hoạt động trải nghiệm à, và qua các bộ môn văn, khoa tự nhiên và giáo dục công dân thì các thầy cô luôn tuyên truyền cho chúng em biết đến tác hại của uh, hút thuốc lá à, chính vì thế mà trường trung học cơ sở thành chiến chúng em luôn uh, thực hiện khẩu hiệu nói không với thuốc lá những năm gần đây thực trạng học sinh hút thuốc lá thuốc lá điện tử không chỉ xuất hiện ở cấp trung học phổ thông mà còn có ở lứa tuổi trung học cơ sở từ thành thị đến nông thôn do đó để xây dựng trường học không khỏi thuốc ngành giáo dục tỉnh thanh hóa xác định yếu tố thèn chốt là tuyên truyền để học sinh dần hiểu dần hình thành thói quen tránh xa thuốc lá công tác tuyên truyền được triển khai từ học sinh tiểu học cho tới những cấp học lớn hơn cô giáo lê thị hồng lý hiệu trường trường tiểu học thành tiến huyện thành thành cho biết Đối với lứa tuổi học sinh tiểu học thì cái việc tuyên truyền để học sinh tránh xa thuốc lá nó có tác dụng rất lớn. Nó sẽ giúp cho các em sau này biết được và sẽ không sử dụng thuốc lá. Cái thứ hai đó là giúp cho các em có thể tuyên truyền đối với gia đình, bố mẹ, ông bà, anh chị em tránh xa thuốc lá để giúp cho cái việc phòng tránh thuốc lá trong nhà trường và ở nơi mình sinh sống được tốt hơn. Bằng nhiều cách làm khác nhau, các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức hành động của giáo viên học sinh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường. Đến nay, việc chấp hành các quy định cấm sử dụng thuốc lá đã trở thành hoạt động nền nếp thường xuyên tại mỗi nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Hữu Thuận, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hóa Quỳ, huyện Như Xuân chia sẻ. Đến bây giờ thì đối với nhà trường thì không có một cái hiện tượng học sinh nào mà vi phạm cái cái, cái, cái nội quy là quy định của nhà trường đó là việc hút thuốc lá ở trong nhà trường của học sinh và kể cả là các thầy cô giáo thì tất cả các thầy cô giáo đều không có ai sử dụng thuốc lá cả nghiêm cấm các em sử dụng ở trong bất kỳ nơi nào không những trong nhà trường nhưng về gia đình này rồi về ở ngoài các cái nơi cộng cộng đồng này xây dựng môi trường học đường không có khói thuốc là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng môi trường giáo dục an toàn nhằm duy trì hiệu quả ngành giáo dục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình nhà trường về giám sát học sinh tại nơi cư trú, đưa nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá vào nội quy quy chế của đơn vị, quy chế công đoàn, từ đó góp phần tạo nếp sống văn minh, lành mạnh trong học đường. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện hoạt động bán hàng khuyến mại núp bóng chương trình tặng quà tri ân để lừa bán các sản phẩm giá cao hoặc không rõ nguồn gốc. Trước nguy cơ ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị hội thảo, giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp tại các địa phương theo đại diện lãnh đạo sở công thương mặc dù đơn vị và các ngành liên quan đã có nhiều văn bản hướng dẫn hỗ trợ tuy nhiên chính quyền các địa phương dường như còn khá lúng túng khi tiếp nhận yêu cầu của các doanh nghiệp đến đăng ký quảng bá giới thiệu sản phẩm cũng như công tác quản lý hoạt động này để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Sở Công thương sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của các doanh nghiệp, đơn vị trong việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm các hình thức khuyến mại. Đồng thời, khuyến cáo đến các tầng lớp nhân dân về các hình thức lợi dụng bán hàng khuyến mại để thu lợi bất chính, lừa đảo người tiêu dùng. Thông tin tuyên truyền về các dấu hiệu nhận biết quảng cáo, bán hàng, bán hàng đa cấp bất chính để người dân biết và nâng cao cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ quyền lợi của mình huyện Triệu Sơn hiện có 3 đơn vị cấp nước với hệ thống nhà máy công suất lớn đã đầu tư, sẵn sàng cấp nước phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 4 năm 2024, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tập trung trên địa bàn huyện đạt 16.488 hộ trên 50.643 hộ, chiếm 32,6%. Nguyên nhân là do trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông đã được đầu tư hoàn thiện nên việc lắp mới hệ thống đường ống dẫn nước sẽ ảnh hưởng đến kết cấu các công trình do đó cần sự phối hợp giữa các bên liên quan và sự hỗ trợ từ nhà nước. Ngoài ra, đối với vùng cấp nước được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ở một số nhà máy còn trồng lấn, xã gần nhà máy nước của công ty trách nhiệm hữu hạn HTV Thái Học lại nằm trong vùng cấp nước của nhà máy nước của công ty cổ phần dịch vụ nước sạch Triệu Sơn, nên việc huy động đóng góp kinh phí đối ứng trong nhân dân cho việc lắp đặt nước sạch còn khó khăn. Trước những tồn tại đã và đang diễn ra trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã tổ chức nhiều hội nghị để giải quyết khó khăn vướng mắc và tìm ra giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cung cấp nước sạch tập trung đến với người dân. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn cũng yêu cầu các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người dân đăng ký và sử dụng nước sạch tập trung, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt và đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2024. Công tác bảo vệ môi trường được công ty nhiệt điện Nghi Sơn xác định là một trong những yếu tố then chốt song hành cùng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Vì thế công ty luôn thực hiện tốt việc xây dựng môi trường làm việc xanh sạch đẹp an toàn về mục tiêu phát triển bền vững. Đại diện công ty nhiệt điện Nghi Sơn cho biết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ môi trường, ngoài việc thường xuyên duy tu bảo dưỡng đảm bảo hiệu suất vận hành của các hệ thống, không để xảy ra sự cố chủ quan, công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, giám sát tự động liên tục đáp ứng yêu cầu của các nghị định, thông tư cho các hệ thống như khói thải, nước thải công nghiệp nước làm mát, nước thải sinh hoạt, hệ thống camera giám sát. Nhờ vậy, kết quả quan trắc giám sát các thông số về môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép và đảm bảo không vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ xuân và chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Đến nay, tổng diện tích thu hoạch vụ xuân là 120.000 hecta, đạt 63% kế hoạch tình hình chăn nuôi thú y trong tuần vừa qua không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Lốc xét và gió giật mạnh ngày 19 tháng 5 đã gây thiệt hại về người, tài sản và sản xuất trên địa bàn các huyện Bá Thước, Triệu Sơn, Đông Sơn, Nông Cống, Quan Hóa và thị xã Nghị Sơn. Làm hai người chết do xét đánh, 19 nhà bị tốc mái, 900 hecta lúa bị đổ ngã, 5,5 hecta cây hoa màu, dầu màu bị đổ gãy, 3 hecta cây trồng lâu năm bị đổ, 146 nhà nuôi tôm công nghệ cao bị hư hỏng. Nhiệm vụ tuần tới, các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa đến giai đoạn chín và cây trồng vụ xuân, ứng phó và khắc phục hiệu quả các ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết. Chỉ đạo các địa phương quản lý tốt công tác điều hành máy thu hoạch trên địa bàn, tuyệt đối không để tình trạng bảo kê máy thu hoạch lúa gây chậm tiến độ thu hoạch và mất an ninh trật tự. Hướng dẫn các địa phương khơi thông hệ thống kênh mương để tiêu úng, hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra mưa bão, ngập úng ảnh hưởng đến cây trồng vụ xuân. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho sản xuất vụ mùa nhất là nguồn giống, phân bón, nguồn nước và kêu gọi doanh nghiệp vào liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban phòng chống thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết thiên tai để chủ động tham mưu kịp thời, đầy đủ chính xác cho Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ huy tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành triển khai ứng phó với các đợt thiên tai. Là địa phương có cảnh quan thiên nhiên phong phú, môi trường trong lành, khí hậu mát mẻ, các sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo và giàu bản sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, huyện Cẩm Thủy đã và đang khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình du lịch. Trên cơ sở các tiềm năng lợi thế sẵn có, huyện đã tích cực khai thác, phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch tâm linh, du lịch tham quan, danh làm thắng cảnh, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Đến nay, huyện đã hoàn thành và đưa nhiều công trình quan trọng phục vụ phát triển du lịch, tiêu biểu như đường giao thông, khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương, tổng kinh phí 57 tỷ đồng, khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng tại xã Cẩm Lương, tổng kinh phí 503 tỷ đồng, bãi đỗ xe khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương, tổng kinh phí 5,24 tỷ đồng, cầu bê tông cốt thép đi xã Cẩm Lương, tổng kinh phí 704 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã xây dựng chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, trong đó đề ra mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2025 trở thành một ngành kinh tế quan trọng, phát triển mạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch cộng đồng tham quan danh làm thắng cảnh, trọng tâm là khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương. Là địa phương có hơn 55% đồng bào dân tộc Thái sinh sống, nên việc quan tâm giữ gìn tiếng Thái luôn được huyện Thường Xuân quan tâm thực hiện. Những năm qua, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền và nhân dân về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy chữ Thái. Đồng thời, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng Thái và cấp chứng chỉ cho cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang công tác ở các địa phương trên địa bàn huyện. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã phối hợp với Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa, mở được hai lớp học chữ Thái với hơn 100 học viên tham gia học tập và được cấp chứng chỉ. Lễ hội là sinh hoạt văn hóa đặc sắc và đồng đáo của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện, hiện đang được người dân gìn giữ và tổ chức hàng năm. Ông Lê Hữu Giáp, trường phòng văn hóa thông tin huyện Thường Xuân cho biết, việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, mà còn là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thực hiện chương trình biên tập viên Ngọc Yến, các phát thanh viên Minh Thư Mai Hạ cùng kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Lường Xuân Hồng. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.